choáng vì hình ảnh đen nhẻm thấp bé của sao Việt trước khi Photoshop, không còn đôi chân dài vòng ba hoàn hảo, người xem đã ngã ngửa khi ngắm loạt ảnh thật của sao Việt trước khi chỉnh sửa kỹ càng. Việc chỉnh sửa ảnh cho thân hình và khuôn mặt trở nên chuẩn hơn nhờ Photoshop không là điều quá xa lạ trong các bức ảnh của người nổi tiếng. Nhất là trong thời đại điện thoại thông minh phổ biến, thì việc chỉnh sửa các bức ảnh đời thường của các sao Việt càng dễ dàng hơn, khiến fan không khỏi xích xoa. Thế nhưng đằng sau đó là có những bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, khiến nhiều người tá hỏa vì nhan sắc thật của các ngôi sao này. Angela Phương Trinh thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh đời thường xinh đẹp của mình lên Facebook. Tuy nhiên không ít lần cô nàng bị bóc mẻ vì chỉnh sửa quá đà. Trong bức ảnh này, vòng ba của Phương Trinh rất hoàn hảo, nhưng hình ảnh thực sự lại đối lập khiến nữ diễn viên nhận không ít lời cười chê từ phía cộng đồng. Một bức ảnh nữa của Angela Phương Trinh bị fan tố, lạm dụng Photoshop để da đen nhẽm hô biến thành da trắng xứ. Từng chia sẻ chiều cao là 1m70, nhưng chiều cao thực tế của Sơn Tùng theo nhiều người nhận định chỉ ở mức 1m66. Một hình ảnh được chụp trong hậu trường của chương trình Đêm Hội Chân Dài, chàng ca sĩ gốc Thái Bình bỗng nhiên có đôi chân dài miên man, khác hẳn với hình ảnh bị fan chụp trên sân khấu của anh. Cách đây không lâu, trong buổi diễn tập cho Đêm Hội Chân Dài, Ngọc Trinh đã đăng tải bức ảnh khiến cộng đồng mạng dậy sóng bên trái. Nhiều người trầm trồ vì thân hình chuẩn mực của Ngọc Trinh, không thua gì người mẫu Victoria's Secret. Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh thực sự nhiều người truyền tay nhau, khiến dư luận ngã ngửa vì đôi chân của nữ hoàng nội y không hẳn dài và thon gọn. Ngọc Trinh cũng thường xuyên bị tố trên Facebook là lạm dụng phần mềm chỉnh sửa quá nhiều. Thân hình tròn trịa bỗng nên thon gọn hơn sau khi sử dụng Photoshop của Harry Won. Khuôn mặt của Quỳnh Anh Si bất ngờ trở nên V-line ở hình ảnh đã chỉnh sửa bên phải. Gương mặt đã được studio chỉnh sửa cho Minh Tú, trông có phần thần thái và bờ môi quyến rũ hơn rất nhiều so với hình ảnh thật. Clip Mỹ Tâm lau bàn cho người già và lời xin lỗi muộn của nhân viên. Người nhân viên làm vỡ ly nước khiến Mỹ Tâm trực tiếp dọn bàn cho khách lớn tuổi, đã chính thức lên tiếng và gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Ngay sau hành động tự lấy khăn lau bàn cho hai vị khách lớn tuổi của Mỹ Tâm, tại một phòng trà được chia sẻ rộng rãi mà nhận được không ít lời khen ngợi từ phía cộng đồng. Mới đây, Facebooker Phan Thanh Thúy chia sẻ trên trang Facebook của Mỹ Tâm một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ca sĩ Mỹ Tâm lau dọn bàn lúc đó kèm dòng chú thích, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Chị sống đúng cái tên ba mẹ đặt cho, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo nội dung của đoạn clip, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa trò chuyện với người hâm mộ trong phòng trà, vừa mượn khăn giấy lau vết bẩn của ly nước vỡ trên mặt bàn cho hai vị khách lớn tuổi ngồi. Khi hai vị khách đó lên tiếng muốn lau giúp Mỹ Tâm, cô liền nói rằng, được rồi để đó con, làm như vậy cho nó sạch, chứ nãy giờ con thấy cô chú ngồi đó, khó chịu quá đi, cô chú cứ để con, mọi người cứ yên tâm đi, ba cái chuyện nhỏ có gì đâu. Một số người có mặt trong buổi biểu diễn đó cũng chia sẻ, trước khi Mỹ Tâm dọn bàn, cô có nhờ nhân viên của phòng trà, nhưng không thấy người nào tới. Cho nên giọng ca ước gì đã tự tay lau bàn, dọn dẹp chỗ ngồi cho hai vị khách lớn tuổi, đúng như nội dung đoạn clip trên phản ánh. Hành động của Mỹ Tâm được khen ngợi bao nhiêu, thì nhân viên và thái độ phục vụ của phòng trà bị ném đá bấy nhiêu. Trên trang Facebook của giọng ca ước gì, Facebooker Ngô Trung Quyên, người nhận mình là nhân viên phục vụ làm vỡ đi nước ngày hôm đó, chính thức lên tiếng. Gửi mấy bạn fan cuồng của chị Mỹ Tâm, kính thưa với mấy bạn và toàn thể fan club của chị Mỹ Tâm. Mình chính là nhân viên đã làm vỡ ly nước ngày hôm ấy. Thực sự mà nói là mình rất hâm mộ và khâm phục trước hành động và việc làm của chị Mỹ Tâm. Và hơn ai hết, chính mình cũng là một fan của chị Tâm từ lúc Hát Với Dòng Sông của chị Tâm ra đời. Trước giờ mình làm phục vụ nhiều show thì chỉ có mỗi chị Tâm làm cho chúng mình sao nhãng công việc, vì chị Tâm đúng nghĩa là một super idol của chúng mình thời kỳ đầu 9X. Từ cách sống đến tác phong làm việc của chị luôn làm chúng mình khâm phục, không màu mè, không diễn sâu như một vài thành phần ảo tưởng sau này. Thực sự là hiếm có một người nào làm mình cảm thấy kính trọng khi mọi việc làm của chị Tâm đều xuất phát từ trái tim, không có gì gọi là chiêu trò cả. Quay lại vấn đề xảy ra ngày hôm đó, quả thật là sai sót thuộc về phía chúng mình. Nhưng mọi người nhìn xem, bữa đó fan quá nhiều, chúng mình đã cố gắng sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến niềm vui của chúng ta một cách ổn thỏa nhất. Đặc biệt là các fan không có chỗ ngồi mà phải đứng để coi chị Tâm diễn, chúng mình cũng áy náy lắm. Nhưng vì chúng ta có chung một thần tượng, thần yêu nên đành cố gắng chấp nhận vậy.
ly nước đã vỡ, thực sự mình và một bạn đã nhặt sạch mảnh vỡ, nhưng do khoảng cách quá chật chội và không có lối đi, nên không thể nào quay lại dọn sạch hết được những gì sót lại trên bàn cả. Thành thật xin lỗi mọi người và cả hai cô chú, Facebooker Ngô Trung Quyên viết. Người nhân viên này cũng chia sẻ thêm, sau sự việc này, toàn thể nhân viên đều đã bị xử lý và khiển trách, còn riêng bản thân mình chỉ mong các bạn fan hãy hiểu vấn đề ngày hôm đó và có một cái nhìn thực sự thoáng hơn, vì dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ, hãy xem là chuyện như chưa bắt đầu, ai đúng ai sai gì, hãy dừng lại ở đây vì chúng ta đã quá yêu Mỹ Tâm, hãy để chị Tâm thoải mái hơn và hát những ca khúc mà chị Tâm thích cho chúng ta nghe, Facebooker Ngô Trung Quyên chia sẻ. Dòng chia sẻ của nhân viên phòng trà ngay sau đó được cộng đồng mạng nhiệt tình hưởng ứng. Em biết nhận lỗi là tốt, ai mà chẳng có lúc sai. Không sao đâu em, ai đi coi phòng trà có show lớn, nhất là show của chị ấy đều hiểu mà. Thời sinh viên anh cũng từng chụp phòng trà, trong show chị ấy phải nói là trực cứng, khách ngồi bất cứ ở góc nào chứ đừng nói là cái bàn đàng hoàng. Chúc em ngày vui và thành công hơn nhé, là một trong số những ý kiến cộng đồng mạng đưa ra sau đó. Đàm Vĩnh Hưng tươi tắn đến chúc mừng tân Hoa hậu Việt Nam Thế giới. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt trong buổi tiệc mừng Hoàng Kim đăng quang Hoa hậu Việt Nam Thế giới vừa qua. Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới năm 2017 diễn ra tại Canada, Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua, mỹ nhân Hoàng Kim đã trở về Việt Nam để chuẩn bị tham gia một số hoạt động thiện nguyện và cộng đồng. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian trau dồi thêm khả năng hát và diễn xuất. Tối qua ngày 13 tháng 6, Hoàng Kim đã tổ chức buổi tiệc mừng sau khi đăng quang danh hiệu cao quý Hoa hậu Việt Nam Thế giới năm 2017 với sự tham gia đông đảo của bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi tiệc, Hoàng Kim dành nhiều lời cảm ơn đến nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà thiết kế Tuấn Trần. Hai trong số ban giám khảo đã chọn cô cho danh hiệu cao quý nhất. Ban đầu, Hoàng Kim chưa thật sự ấn tượng khi tôi đặt chân đến Canada, nhưng trong những ngày tiếp xúc thí sinh và chấm giải, Hoàng Kim ngày càng thuyết phục toàn bộ ban giám khảo. Nhất là gương mặt tươi tắn hay cười và một lý lịch sạch và đẹp, anh tự hào vì chọn đúng người để đăng quang ngôi vị cao nhất đó, nam ca sĩ chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng cũng dành sự kỳ vọng fan Hoàng Kim sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của một đại diện nhan sắc. Bình Minh chấp nhận đổ máu, cạo chọc đầu vì sám hối. Hoa hậu Diễm Hương phải khâm phục sự hy sinh của Bình Minh cho vai diễn mới. Những ngày gần đây, Bình Minh khiến khá nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại các sự kiện với kiểu đầu chọc khác lạ. Nam diễn viên cho biết anh đã thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn cựu võ sĩ trong phim Hành động sám hối. Bình Minh chia sẻ, dù công nghệ hóa trang ngày nay rất tiến bộ, có thể biến hóa gương mặt diễn viên theo bất kỳ yêu cầu của vai diễn nào, kể cả tạo hình chọc đầu, nhưng anh vẫn chấp nhận xuống tóc thật vì muốn hình ảnh trở nên chân thật trong mắt người xem. Được biết, cảnh Bình Minh cạo chọc cũng là phân đoạn nằm trong phim Sám hối, nam diễn viên chấp nhận thay đổi diện mạo chỉ vì một người phụ nữ, đó chính là Hoa hậu Diễm Hương. Người đẹp tiết lộ, trong phim cô đảm nhận vai vợ sắp cưới của Maskov, bạn thân của võ sĩ Thiên Long, Bình Minh thủ vai. Dù chưa thể tiết lộ nội dung chi tiết, nhưng người vợ này có liên quan ít nhiều đến lý do chồng mình cầm máy cạo hết tóc của anh bạn thân. Khi quay cảnh này, anh Minh đã chấp nhận cạo đầu thật chứ không sử dụng công nghệ hóa trang silicone. Hương thực sự rất khâm phục sự hy sinh rất lớn của anh ấy dành cho nghệ thuật. Vì người bình thường phải mất ít vài tháng thì tóc mới mọc trở lại, Hoa hậu Một Con chia sẻ. Bị tố hủy làm giám khảo vì bức xúc chỗ ngồi với Harley Quinn, Hồ Quỳnh Hương nói gì? Phía Hồ Quỳnh Hương đã có những chia sẻ sau thông báo nữ ca sĩ hủy bỏ việc làm giám khảo đến từ ban tổ chức Beer Star. Lý do được ghi trong thông báo từ ban tổ chức. Theo tìm hiểu thì nguyên nhân là do nữ ca sĩ đã vô cùng tức giận sau live show 8 khi thấy nữ ca sĩ Harley Quinn, giám khảo khách mời lại ngồi vào ghế chính giữa của ban giám khảo chương trình. Được biết tại live show 8, cả hai giám khảo của chương trình là Hồ Ngọc Hà và Hồ Quỳnh Hương đều vắng mặt vì bận lịch diễn, nên thay thế là giám khảo khách mời Harley Quinn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cố vấn chuyên môn của chương trình.
Chúng tôi đã liên lạc với đơn vị truyền thông của chương trình để tìm hiểu rõ hơn về thông tin mà họ cung cấp, cụ thể là bằng chứng lý do Hồ Quỳnh Hương rút khỏi cuộc thi như trong thông báo gửi đến các đơn vị báo chí. Tuy nhiên, vị này cho biết không muốn công bố tin nhắn từ phía Hồ Quỳnh Hương vào lúc này. Khi chúng tôi liên lạc về phía đại diện của Hồ Quỳnh Hương thì nữ ca sĩ quyết định không lên tiếng lúc này vì làm vậy chỉ có lợi cho chương trình. Nếu cần thiết thì sau chương trình, Hồ Quỳnh Hương sẽ lên tiếng, còn mọi vấn đề về pháp lý sẽ để cho pháp luật giải quyết. Hồ Quỳnh Hương và đàn em Hadi Won từng gặp gỡ, trò chuyện, hợp tác và không có bất kỳ một xích mích hiểu lầm nào từ trước đến nay. Những lùm xùm này xuất phát từ những thông báo phía ban tổ chức chương trình. Do đó, ngay bây giờ, khán giả đang rất quan tâm đến những bằng chứng xác thực, lời rút ru của Hồ Quỳnh Hương mà đơn vị sản xuất đã đưa ra. Ở những lần quay trước, giám khảo Dương Khắc Linh luôn là người ngồi chính giữa, ngay cả khi Hadi Won ngồi ở ghế khách mời. Khi có khách mời Hồ Ngọc Hà và Juliver thì Dương Khắc Linh vẫn ngồi giữa, ghế ngồi của Hồ Quỳnh Hương và Dương Khắc Linh dường như đã cố định. Được biết, trong tất cả các đêm live show thì vị trí của hai giám khảo cố định là Dương Khắc Linh và Hồ Quỳnh Hương hầu như không thay đổi. Chỉ có ở đêm live show 8, Dương Khắc Linh nhường chỗ cho Hadi Won. Chính vì thế, do ban tổ chức Beer Star đưa ra vị trí lúc lui của Hồ Quỳnh Hương đang gây ra nhiều tranh cãi. Chúng tôi đang liên lạc với bà Lê Hạnh, giám đốc TVH, để có những trao đổi thêm về việc này.